Chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục với lại các video clip về cái dòng relay mới của Miro. Cái con relay đầu tiên mà tôi muốn hướng dẫn là con relay X10, relay bảo vệ dòng RAW. Thì nội dung bữa nay là cài đặt cơ bản. Thế thì phần nội dung tôi trình bày hôm nay sẽ có những phần sau đây. Thứ nhất đó là sơ đồ nối dây. Sơ đồ nối dây này tôi sẽ nói chung cho các loại relay dòng RAW. Tiếp theo, cái điểm thứ hai là nguyên lý hoạt động chung của các relay dòng RAW. Thứ ba là cài đặt cơ bản. Ở đây tôi cài đặt hai điểm. Điểm thứ nhất là tiếp điểm tác động là cài là 50 mA, và cái tiếp điểm thứ hai là ở mức là 30 mA, là nó sẽ gọi là cảnh báo trước. Và cái điểm cuối cùng là mình sẽ cài đặt và thử nghiệm chính trên cái con relay này cho các bạn. Thế thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái sơ đồ nối dây chung của các loại relay dòng RAW. Nó sẽ này. Ở đây thì tôi dùng chính cái sơ đồ của con relay X10 này luôn. Thì chúng ta lưu ý nè, nguyên lý của nó là dùng cái ZCT. Relay bảo vệ dòng RAW thì dùng ZCT. Ở sơ đồ này chúng ta để ý cho mình là ngõ vào nó dùng là bốn đường dây là L1, L2, L3 và N, tức là 3 pha 4 dây. Tất cả đều trồng vào con ZCT này hết. Thì theo nguyên lý của nó các bạn, nếu mà không có RAW ở đây thì tổng dòng điện ở đây là bằng 0. Và các bạn nhớ rằng cái dây chạm đất đó, dây dây nối đất đó là chúng ta không có đưa vào GT. Ở đây các bạn lưu ý cho mình á, là nhiều người cũng hay hỏi là nếu mà một pha thì gắn như thế nào? Một pha thì chỉ có L1 với N chúng ta cho vào đây. Nếu ba pha mà không có dùng trung tính thì sao? Thì cứ đưa L1, L2, L3 vào đây thôi. Đấy. Nó có một cái sơ đồ thứ hai, sơ đồ này là IEC khuyến cáo mình không nên dùng. Tức là thay vì trồng ở đây dây nhiều quá không trồng được, trồng cái vô cổng dây đối đất ở đây được không? Được, nhưng mà lý tưởng của nó thì đúng, còn tới hồi mà nó rò tùm lum chỗ nó đi, không phải chỉ đi qua dây tiếp đất không mà đi theo những cái đường khác nữa thì chúng ta khống chế không được. Ở đây tiếp tục chúng ta nói về ngõ ra của nó, thì tùy vào cái dòng điện rò ở đây mà mình sẽ có những cái thiết lập để cho các ngõ ra tác động. Ở đây các bạn nhớ là con relay X10 nó sẽ có ba cái tiếp điểm. RL1 là trip contact, thì cái này chúng ta không có gọi là cài đặt được thêm nhiều, chỉ cài đặt dòng rò với lại thời gian và cái alarm cho nó. Cái relay 2 thì mình cài đặt được nhiều thứ, để lát xíu nữa mình sẽ trình bày thêm. RL3 là nó là IRF, có nghĩa nó viết Eternal Relay Fault, tức là cái relay này nó cảnh báo khi mà có lỗi hệ thống trong. Chúng ta không cài đặt gì. Ở đây là có cái phần là phần input. Phần input này mình cũng sẽ làm riêng chung với lại cài đặt nâng cao, tại vì mình muốn duy trì clip nó ngắn thôi. Ở đây là phần truyền thông, chắc chắn mình có bài này, tại vì điểm mạnh của relay này là truyền thông mà, nên mình phải nói về truyền thông. Cái sơ đồ khác nối dây nó đơn giản hơn. Các bạn nhìn này, Miro thường dùng cái sơ đồ như vậy. Ở đây các bạn coi nè, cấp nguồn, tiếp điểm 4, 5 là thường hở, mình sẽ dùng cái này. Thực ra các bạn có thể dùng 5, 3 cũng được. Nhưng mà mình hiểu tiếp điểm sau cái bài rồi thì mình sẽ dùng nó một cách uyển chuyển. Ở đây mình dùng vào sân trip. Bình thường cái này nó hở, khi nó có rò nó tác động cái tiếp điểm lại để đóng vào con sân trip, nó cúp cái CV. Đơn giản thế thôi. Nguyên lý của nó, nguyên lý hoạt động của tất cả relay dòng rò là giống nhau, nghĩa là họ muốn cộng các cái dòng điện đi vào. Nếu không có rò thì dòng điện nó bằng không. Bằng không thì không có từ trường, thì nó không có cảm ứng ra tín hiệu, thì thành ra là nó không tác động. Còn hễ có rò thì tổng các dòng điện nó sẽ không bằng không, mà nó bằng với lại chính cái dòng điện mà đi vào ở dây tiếp đất. Thành ra là lúc đó có từ trường thì nó sẽ tác động vào relay, nó hiểu được cái giá trị mà rò. Nếu giá trị đó vượt ngưỡng thì nó sẽ tác động relay thôi. Ở đây mình dự vẽ thử thay thời điểm là 0 độ nè, các bạn nhìn nha.
dòng của pha A là bằng 0, còn dòng đi vào là pha C và đi ra ở pha B. Giá trị bằng nhau, như vậy cộng ba cái này lại thì đương nhiên là 0 cộng cho bao nhiêu đây? Cộng cho A rồi trừ cho A thì đương nhiên bằng 0 mà. Tại vị trí ở 90 độ chẳng hạn đi, 90 độ. Pha R là bằng maximum. Pha Y và pha B thì bằng âm một nửa của pha R. Như vậy thì cộng ba cái giá trị này lại cũng bằng 0. Tương tự như vậy các điểm khác mình không nói thêm. Bây giờ mình lại nói thêm về nguyên lý hoạt động của relay, mình ví dụ cụ thể luôn. Ở đây lát nữa mình sẽ cài đặt relay 1 đó, mình sẽ cài đặt fail safe bằng no. Fail safe bằng no nghĩa là cái trạng thái tác động của nó là bình thường, cái thường hở thì khi cấp nguồn xong nó vẫn hở, thường đóng thì cấp nguồn xong nó sẽ đóng. Thì các bạn lưu ý là ở đây là đường cấp nguồn nè. Khi cấp nguồn xong thì đến đây cái thời điểm mà từ lúc cấp nguồn nè cho đến cái thời gian khởi động của relay thì tới đây mới gọi là relay vô hoạt động nè. Mọi cái thay đổi trước khi mà nó khởi động xong đương nhiên nó không biết. Bây giờ tới đây các bạn coi nè, cái dòng rò nè, dòng rò có thể bằng 0 nhưng mà ở đây mình muốn chọn trong cái ngưỡng này cho dễ nhìn. Ngưỡng nó sẽ là từ 85% cài đặt và ngưỡng thấp của nó là 50% cài đặt, là liên quan đến cái tín hiệu alarm. Thực ra tín hiệu alarm thì nó cũng khá dễ nhưng mà ở đây mình không trình bày, tại vì khi mà alarm mà nổi lên á thì nó không còn hiển thị cái dòng điện rò nữa, làm cho chúng ta khó để mà kiểm chứng và hiểu nó. Thành ra hôm nay mình không dùng tính năng alarm mà mình chỉ dùng tính năng trip thôi. Các bạn xem nè, tại thời điểm này là cái dòng rò vượt ngưỡng 85% cài đặt, thì sau thời gian T là thời gian cài đặt, ví dụ mình cài ở đây 3 giây, sau 3 giây mà toàn bộ cái tín hiệu nó vẫn là luôn luôn lớn hơn cái phần 85% cài đặt thì nó sẽ trip tiếp điểm. Nó trip có nghĩa là đảo trạng thái, thường đóng thì mở ra, thường mở thì đóng lại. Sau đó thì khi mà cái ngưỡng dòng rò nó giảm xuống dưới 85% ngưỡng cài đặt thì relay không phải là đảo trạng thái ngay, mà nó sẽ chờ khi nào mà tín hiệu xuống dưới 50% cái cài đặt luôn thì nó mới trả lại bình thường. Đấy. Và mình ví dụ thêm một ví dụ thứ hai, đó là khi mà vượt ngưỡng lần thứ hai, mình cho vượt ngưỡng thời gian ngắn không đủ cái thời gian T thì tiếp điểm không tác động. Bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm ở trên con relay. Như vậy thực nghiệm mình sẽ thực nghiệm cái gì? Thực nghiệm relay 1 tác động ở mức cài đặt là 50mA và thời gian là 3 giây. Tiếp điểm bắt buộc mình phải nhấn nút reset mới có thể trả về trạng thái bình thường được. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm phần cài đặt. Các bạn đầu tiên các bạn xem cái màn hình này, khi nó hiển thị như vậy là dòng điện rò, mình sẽ chỉnh cho nó rò một chút xíu, các bạn nhìn nè, đó 16mm nè, 14mm nè, rồi mình off đi. Chúng ta có thể xem được gì thêm ở menu này, các bạn xem thêm được cái gì nữa, xem thêm được cái tiếp điểm. Ở đây các bạn xem cái tiếp điểm mà output số 1 và số 2 nó đang là không tác động, còn số 3 thì nó đã tác động. Đấy. Số 3 tác động thì các bạn đo, các bạn sẽ thấy là khi cấp nguồn lên được khoảng một chút xíu thì nó sẽ đảo trạng thái. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ coi phần cài đặt. Đầu tiên là để mà cài đặt cái điểm số 1 đó, các bạn chỉ cần vào đúng chỗ này cho mình. Thứ nhất là vào cái chỗ configuration, các bạn coi thôi nha, cái này phải coi. Trong này thì có cái phần cài đặt đó là operation parameter nè, các bạn có thể vào coi. Phần này mình cũng không cài đặt, mà các bạn nhớ là bây giờ change root by menu, tức là mình có thể chuyển cái root tác động ở trên này. Root tác động ở đây mình có hai root, root 1 và root 2, thì các bạn coi cho mình đang là root mấy thôi. Mình đang xài root 1. Mặc định nó là root 1 nên các bạn nếu mà relay mới các bạn cũng không cần phải kiểm tra cái này luôn. Rồi bây giờ mình đi vào chỗ cài đặt nè. Các bạn có hai chỗ cần cài đặt. Vừa rồi mình coi là root 1 đúng không? Mình sẽ cài đặt ở đây và cài đặt ở menu số 7 là menu output. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại nè. G1 là chúng ta sẽ cài đặt cho cái tiếp điểm số 1. Đây. In 1 có nghĩa là cái dòng điện mức 1 rotation nè. Đấy, dòng điện tác động số 1 nè, chúng ta coi nè, tức là điểm cài đặt số 1 đó. Có sử dụng không? Yes. Thứ hai là trip reset, mình để manual có nghĩa là mình phải bắt buộc mình phải dùng reset bằng tay để trả relay về trạng thái bình thường.
Rồi mình đang cài là 50 mA, bây giờ hay mình có thể cài 30 trước đi để thử, tại vì bây giờ mình đang cài một đúng một relay mà. Khi mình nhấn enter thì nó sẽ hỏi mình password. Password ban mặc định của nó là 460, các bạn cứ nhấn 4 lần ok. Nó sẽ ra ok. Lưu ý lúc này là các bạn nhìn kỹ này. Nó sẽ có chữ chữ P ở đây. Có password nhập rồi nó sẽ ra chữ P ở đây. Bây giờ mình sẽ cài này xuống 30 mm thôi. Rồi, dưới 30 là không có đó các bạn, nhỏ nhất là 30. Các bạn ok. Rồi. Các bạn muốn nhỏ hơn 30 thì các bạn bắt buộc dùng cái chức năng là alarm. Alarm các bạn có thể chọn trừ 5% của 30 mm cũng được nữa, nhưng mà cái đó mình không dùng, tại vì khi dùng alarm nó hiện alarm và nó sẽ không còn hiện cái mili ampere đang rò nữa, các bạn sẽ không khó theo dõi. Nhưng mà khi các bạn hiểu rồi các bạn về có thể thử nghiệm sau. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái này là cái này thì do mình chưa dùng không, mình để cái này là no trước các bạn. Điểm cài đặt số 2 mình để no trước. Mặc định nó gọi là Z mình để no luôn để các bạn khỏi phải xem nó, để một cái mình cho dễ khống chế. Tiếp theo mình vào menu số 7 các bạn. 5 6 7. Rồi đây, các bạn coi relay số 1. Relay số 1 là cái relay mà không cài đặt được những cái sâu, còn đây mình cài được nè. Fail safe mình nói các bạn rồi. Mình để no nghĩa là bình thường, cấp nguồn xong, khởi động xong, relay không đảo tiếp điểm gì hết, để nguyên. Reset mình để là manual, là giống bên kia rồi. ZCT4 là yes, các bạn không đổi được tại vì những cái này là nó đã mặc định rồi, relay 1 thì không đổi được. Đấy. À, xin lỗi các bạn, mình giải thích sơ cái panel test này, nhấn nút test ở trên này nè. Rồi, cái này cũng là test chip. Remote chip luôn. Chip luôn. Rồi các bạn tắt. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm các bạn xem. Cài đặt 30 mm thì 85% nó khoảng 27 mm. Các bạn nhìn cùng xem nha. Mà mình sẽ để cho dễ các bạn xem nè. Ngoài cái relay hiển thị đây, mình bật cái CP hôm bữa giới thiệu luôn, bật CP lên. CP này khi mà nó relay nó trip nó sẽ nhảy cái CP xuống. Các bạn cùng xem nha. 19 là 21 nè, đến 27 bắt đầu mình đếm 1 2 3 nha. 1 2 3 trip. Trip xong các bạn thấy lag rồi không? Bây giờ mình coi là mình hạ xuống nè. Mình chỉnh cái volume xuống. Dòng rò không còn, nhưng mà mình có bật CP được không? Không được, các bạn nhìn nha. Tiếp xuống lại ngay. Bây giờ mình sẽ vào đây, chúng ta nhấn coi record nè. Để chúng ta clear đi. Clear 3 lần cái record mình clear hết. 2 3 lần no record là quay lại bình thường rồi. Bây giờ bật CP lên lại được nè. Đấy, như vậy là con relay số 1 là mình đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt tiếp cho cái relay số 2. Thì để cài đặt relay số 2 thì mình sẽ tắt chỉnh cái relay số 1 lên 50. Mà xong rồi điểm cài đặt số 2 mình để 30. Và cái điểm số 2 đó mình sẽ gán nó vào relay số 2. Rồi bây giờ nè, bước đầu tiên mình vô là mình sẽ cài đặt cho cái dòng rò của cái điểm số 1 này nè, là lên 50 trước. Bạn coi nè. Z rồi nè. 5 manual 30, bây giờ mình chuyển lên 50 trước để nó không tác động. Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái điểm cài đặt số 2. Đây. Bây giờ đang là no, bây giờ mình đổi qua yes. Ok. Xong á. Riêng cái relay số 2 này mình sẽ để là auto, auto reset. Mức cài đặt là 30 mm. Thời gian là 2 giây. Alarm mình để là no luôn các bạn. Alarm mà để Z á, thì nó lại bị tình trạng là nó cứ hiện lên alarm hoàn khó theo dõi lắm, no luôn. Ok. Rồi xong rồi, đủ rồi. Rồi bây giờ mình chuyển qua mục số 7. Các bạn nhớ mục số 7 là mục output rồi. Enter relay 2 vào đây. Relay số 2 này là relay mình có thể lập trình được hết, mình để fail safe bằng no. Bây giờ sẵn fail safe mình cho các bạn biết fail safe nghĩa là gì luôn nè. Các bạn coi nè. Mình sẽ mở cái đồng hồ này ở cái mức đo là cái xin lỗi đây đo ohm, và mình để chế độ cho nó kêu cái buzzer. Các bạn coi, mình chỉ cần đổi thành Z là nó đảo tiếp điểm ngay. Mình đang dùng là tiếp điểm thường hở nha, nhưng mà mình vừa đổi qua Z cái thì nó sẽ, các bạn thấy không, nó tác động ngay rồi. Thì khi đó thì nó đảo trạng thái lại, nó đảo trạng thái lại thì khi mà nó tác động nó lại mất kêu, như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ để cho nó không không hồi nào, mình để bình thường, mình sẽ để cái này là nốt. Rồi tiếp theo reset là để auto, đúng rồi.
ZTT4 mình đổi là no luôn. Trip mình để no luôn. Trip 1 cũng cũng gán qua relay 2 được, nhưng mà mình muốn gán vào đây chỉ là relay 2 đúng thôi. Các bạn nhìn nè. Như vậy thì bây giờ các bạn coi lại từ đầu nè. Đây nè, fail safe là no nè. Reset là auto nè. ZTT4 mình không có tác động vào đây. IN1 trip mình không tác động vào đây. IN1 trip mình tác động vào relay 1. IN 2 thì mình để Z. Số 2 tác động vào đây. Rồi, tiếp. Panel no trip này kia nọ mình không không đưa vào đây. Mình để no hết luôn. Nói chung chỉ đưa vào đúng cái tín hiệu trip 2 thôi. Rồi, mình escape. Rồi, mình thoát ra mình sẽ test các bạn cùng coi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên cái relay số 2 của nó on không? Nếu on thì bắt đầu cái đồng hồ mình nó lên nha các bạn. Mình để 7 mili giây mình đếm. Đấy. Như vậy để relay 2 on. Xin lỗi các bạn, là relay 2 cái test trip 2 nè. Nó cũng được nối vào cái relay số 1, mặc định của nó có rồi mình không có tác động được. Nên nó on luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống nè, các bạn nhìn cái đồng hồ đang on là relay 2 on đúng không? Mình giảm xuống nè. Giảm dần dò xuống. Thì các bạn thấy không? Relay số 2 đã mất rồi, nhưng mà relay số 1 nó cũng đang tác động, nó trip. Nó trip thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ reset nó đi mới được. Reset. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái khác hơn. Tức là chúng ta sẽ cho cái relay số 2 á là nó sẽ alarm. Mình sẽ nối làm như thế nào? Mình sẽ vào cái menu mình tác động đúng cái chỗ mà alarm số 2 thôi. Đây chỗ này mình sẽ các bạn coi nè. Cái điểm cài đặt số 2 mình vấn đề là Z. Reset là mình để là auto. Rồi. Cái chỗ này nè mình sẽ đổi nó thành là 50 luôn. Thôi chúng ta để 30 cũng được, 30 thì rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh cái phần mà alarm. Alarm chúng ta sẽ dùng là có luôn, có dùng alarm. Khi có dùng alarm thì alarm reset nó sẽ hỏi mình tiếp, alarm reset mình cũng để auto luôn nha. Rồi, tiếp tục. Alarm mình để 50%, bây giờ mình để là 60% đi. À, 70% đấy các bạn, tại vì cái dòng rò mà trên cái bộ test này nó nhỏ nhất cũng mười mấy à. Mình sẽ nhấn Escape, mình thoát ra ngoài. Rồi. Bây giờ chúng ta quay ngược trở lại cái output ở relay số 2 này các bạn. Hồi nãy mình đã để tín hiệu vào đây là tín hiệu trip 2. Bây giờ mình sẽ off trip 2 đi, mình không để trip 2 vào đây. Và mình chỉ để vào alarm 2 thôi. Đây alarm 2 mình để Z. À, như vậy alarm thì nó sẽ vào đây ha, alarm 2 nó sẽ vào đây. Alarm 2 thì bây giờ mà mình để 70% của 30 thì khoảng 21 mili gì đó thì nó sẽ tác động lên đây. Rồi chúng ta thoát ra ngoài chúng ta xem nè. Rồi chúng ta coi. Mình để chỉnh từ từ. 15. Bạn xem nha, khoảng 21 mili thì ở đó. Thì relay 2 on nè, các bạn thấy không? Relay 1 chưa trip nha. Relay 2 đã on rồi, chúng ta sẽ off xuống nè. Nó tự động nó sẽ trả về. Đấy, alarm là 20 cỡ 20 21 19 mili là chưa mà khoảng 21 mili. Đấy, xuống lại. Xuống lại. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi, nếu giả thử mà nó alarm rồi, tức là cái tiếp điểm số 2 đã on rồi mà bây giờ vẫn tăng cái dòng rò. Đến cái điểm 1 thì nó trip luôn cái CP các bạn coi này. Đấy. Thì chúng ta trả về, các bạn nhớ lúc này cái tiếp điểm số 2 là nó đã mất rồi, nhưng tiếp điểm số 1 vẫn chưa, nó ghi last là chốt lại rồi. Chúng ta phải clear nó. Rồi thì phần mà mình trình bày ngày hôm nay thì chắc là mình kết thúc ở đây. Riêng con relay này mình sẽ có thêm cái phần cài đặt nâng cao, cài đặt ngõ vào, cài đặt cái phần đọc truyền thông từ xa. Rồi cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.